Nội thất trọng bình, kính chào quý khách. Hôm nay xin giới thiệu với quý khách bộ ghế Quốc Nghê Mun Sọc tay 18. Bộ ghế gồm có 10 món. Một ghế dài, 4 ghế con, 2 bàn và 2 đôn kẹp. Một bàn giữa. Một chiếc ghế con này có kích thước là chiều ngang là 1m05 và cao 1m, khoảng 1m6. Mình sẽ đi cận cảnh chi tiết cho mọi người ngắm. Bộ này có vân cực đẹp. Rất đẹp, cả 5 ghế đều đẹp như nhau, cùng được xẻ vào một cây gỗ rất nhiều vân. Mun Sọc và đây là ghế da. Bộ mặt ghế được đục tay 100%. Những chi tiết cận cảnh. Được lựa chọn kỹ lưỡng, vân bản rất đẹp. Bàn này có kích thước chiều rộng là 1m05, chiều dài là 1m73 phân. Bộ bàn ghế gỗ mun rất hiếm. Nếu ai có nhu cầu xin liên hệ đồ gỗ Trọng Bình hoặc qua số điện thoại 913 163 667. Đây là mặt sau lưng ghế đấy. Bộ con ghế rất đẹp, trước sau như một. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi sản phẩm.